Như Quỳnh bệnh tật, bị vắt kiệt sức khỏe, liên tiếp mất người thân. Tài năng, nổi tiếng và đứng trên đỉnh cao danh vọng, được triệu người ngưỡng mộ, nhưng Như Quỳnh lại có đường đời lận đận. Như Quỳnh được biết đến là một trong những ca sĩ bolero nổi tiếng và thành công nhất không chỉ tại hải ngoại mà còn khắp trong nước suốt gần 30 năm qua. Cô sở hữu một sự nghiệp đồ sộ và rực rỡ khiến bất cứ ca sĩ nào cũng phải ngưỡng mộ. Với giọng hát, Tài năng đặc biệt và nhan sắc trời phú của mình, Như Quỳnh được mệnh danh là hoa hậu Bolero, hay hiện tượng nửa thế kỷ mới xuất hiện một lần. Tài năng, nổi tiếng và đứng trên đỉnh cao danh vọng, được triệu người ngưỡng mộ, nhưng Như Quỳnh lại có đường đời đầy cay đắng, khiến ai cũng phải xót xa. Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970 tại Quảng Trị, mảnh đất nắng gió miền Trung khắc nghiệt. Cô là con gái đầu lòng trong một gia đình có ba chị em bên dưới là hai em trai. Từ khi mới sinh, Như Quỳnh đã rất khó nuôi, sức khỏe yếu và không được ổn định. Năm một tuổi, cô còn bị sốt xuất huyết, suýt nguy hiểm tới tính mạng. Sức khỏe yếu chính là một phần nguyên nhân ảnh hưởng tới giọng hát của Như Quỳnh sau này. Nhiều người thường thắc mắc về phong độ ca hát của Như Quỳnh khi trình diễn trên sân khấu, chê cô hát lai yếu, thiếu ổn định nhưng ít ai hiểu rằng như quỳnh đã và đang phải chịu nhiều vấn đề về sức khỏe khi như quỳnh được một tuổi cả gia đình cô chuyển vào sài gòn theo cha kể từ đó như quỳnh lớn lên và sinh sống tại sài gòn tại sài gòn như quỳnh trải qua một tuổi thơ khó khăn khi gia đình lâm vào cảnh túng quẫn phải bán đồ đạc trong nhà đi để cầm cự qua ngày vì lẽ đó cô không được học nhạc đầy đủ nhạc sĩ phương uyên người bạn thân thiết thời thơ ấu từng kể lại về sự nghèo khó của gia đình như quỳnh tôi vẫn nhớ như in nhà như quỳnh ngày đó ở trong kho đạn bước vào còn không lát gạch nền thậm chí còn không láng xi măng chỉ có nền đất tài sản duy nhất trong nhà như quỳnh là một cây đu đủ mọc sại lên như quỳnh chỉ có duy nhất một chiếc áo trắng đồng phục đi học và một chiếc váy xếp ly màu xanh để mặc như quỳnh đi đâu cũng chỉ mặc duy nhất chiếc váy đó từ đi học tới đi chơi, đi hát. Tôi thì không giàu hơn như Quỳnh mấy, nhưng cũng gọi là khá hơn một chút, chỉ có tôi chơi với Như Quỳnh. Chúng tôi chơi với nhau từ năm 8 tuổi. Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc vẫn chảy âm ỉ trong tâm hồn cô bé Như Quỳnh. Không có điều kiện đến trường lớp, cô tự học hát trong sự khốn khó, theo cảm nhận của riêng mình qua những ca khúc nghe được. Năm 1993, như quỳnh rời việt nam sang mỹ định cư cùng cha mẹ và hai em ban đầu cả gia đình cô cư ngụ tại thành phố philadelphia tiểu bang pennsylvania thời gian đầu sang mỹ như quỳnh không được đi hát mà phải làm rất nhiều người vất vả để kiếm sống lo cho gia đình cả gia đình như quỳnh ở mỹ được một thời gian thì bố mẹ ly hôn bố cô chuyển ra sống riêng còn cô chuyển đến thành phố hùng tin tôn Beach ở nam california sống cùng mẹ và em trai tường khuê trong một căn nhà do chính cô bỏ tiền mua như quỳnh thường xuyên phải đi lại giữa hai nơi để chăm sóc cho cả bố và mẹ như vậy có thể thấy như quỳnh không chỉ đoan trang khép nép trên sân khấu mà còn hiền thục ngoan ngoãn ở chính trong đời sống cá nhân cô là người con gái nhất mực yêu thương và dành hết lòng cho gia đình bản thân Như Quỳnh sống rất đơn giản. Với mức thu nhập của Như Quỳnh, cô ấy có thể dùng đồ hiệu, đi xe sang, ở nhà lầu, nhưng cô ấy lại sống rất giản dị, bình thường. Sau một thời gian hoạt động tại hải ngoại, Như Quỳnh dần nổi tiếng, được lăng xe lên hàng ngôi sao xuất chúng, tâm điểm của mọi sân khấu, cháy vé khắp các sông. Nhưng cũng chính sự nổi tiếng đã vắt kiệt và bào mòn sức khỏe vốn đã ốm yếu của Như Quỳnh. Cô phải chạy dâu khắp các nước, thời gian trên máy bay còn nhiều hơn ở nhà, vừa đáp xuống sân bay đã phải tập luyện để lao vào sâu. Suốt 10 năm qua, Như Quỳnh chưa một ngày ngơi nghỉ, liên tục nhận dâu trình diễn khắp thế giới, đến cả album cá nhân ấp ủ suốt bao năm cũng không có thời gian làm nổi. Từ Canada đến Bỉ, rồi Đức, Úc khán giả vẫn thường nhìn thấy Như Quỳnh nằm ngủ gật ở các sân bay suốt 10 năm qua cô phải tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi vì không có đủ thời gian trọn vẹn cho một giấc ngủ đêm điểm đặc biệt là như quỳnh không có ekip như nhiều ca sĩ khác cô chỉ có một trợ lý duy nhất nhưng nhiều lúc vẫn đi diễn một mình chính vì vậy như quỳnh gần như phải làm hết toàn bộ công việc bề bộn của một ca sĩ chưa dừng lại ở đó việc như quỳnh tăng cân xuống sắc cũng trở thành mục tiêu tấn công của dư luận ít ai biết rằng thể trạng của Như Quỳnh vốn dễ tăng cân, nên cô rất áp lực trong chuyện giảm cân. Được biết, trước mỗi buổi ghi hình sâu nổi tiếng ở hải ngoại, Như Quỳnh thường phải nhịn ăn cả tuần để giữ dáng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giọng hát. Như Quỳnh không dùng mạng xã hội, hạn chế giao lưu với truyền thông để bảo vệ đời tư của mình. Nhưng cũng chính vì thế, cô phải âm thầm chịu đựng những áp lực cuộc sống diễn ra suốt nhiều năm mà không nói được với ai. Tất cả những áp lực trên khiến Như Quỳnh ngày càng stress, mất ngủ, phải uống nhiều thuốc, dẫn đến chứng tụt canxi và sức khỏe đi xuống. Yêu thương và sống hết lòng vì gia đình như vậy, nhưng những người thân lại lần lượt rời bỏ Như Quỳnh mà đi. Cách đây hơn một năm, chỉ trong một tháng, Như Quỳnh đã mất đi ba người thân thiết là bố ruột, nhạc sĩ Lam Phương và danh hài trí tài cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại